Để hỗ trợ công tác điều trị COVID-19 cũng như hướng dẫn cách xử lý phòng ngừa lây lan dịch bệnh, Bệnh viện Bạch Mai đã cùng 100 đầu cầu với sự tham gia của hơn 800 bác sĩ tổ chức buổi hội chẩn trực tuyến về điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Được biết, đây là buổi hội chẩn có quy mô tham gia lớn nhất từ trước đến nay của Bệnh viện Bạch Mai. Từ các sở y tế, bệnh viện đa khoa, các tỉnh cho đến bất cứ vùng nào phát hiện dịch đều được kết nối. Các chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, nhiễm khuẩn, hô hấp của Bệnh viện Bạch Mai đã tham gia để chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm phòng chống dịch, điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ thực tiễn trước đó cho các địa phương, bệnh viện cơ sở. Nhiều chủ đề liên quan đến COVID-19 được thảo luận như lựa chọn kháng sinh ban đầu, các dấu hiệu dự đoán COVID-19 nặng trên X-quang, cách phòng tránh khi vận chuyển bệnh nhân nặng cho các bệnh viện cơ sở. Chúng ta được nghe trực tiếp những cái người mà người ta sống giữa tâm dịch, là những người mà người ta trực tiếp đã và đang hàng ngày, hàng giờ điều trị, chăm sóc, cứu những cái bệnh nhân bị COVID, đặc biệt là những bệnh nhân COVID nặng. Đồng nghiệp chúng tôi chia sẻ được thì tất cả các đầu cầu lại học được ở nhau. Thì các đầu cầu họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với nhau, chứ không phải chỉ Bạch Mai chia sẻ với các đầu cầu, mà chính các đầu cầu chia sẻ với Bạch Mai và chia sẻ với nhau qua cái buổi trực tuyến ấy. Ngoài ra, những ca bệnh đặc biệt ghi nhận tại địa phương cũng sẽ được các bác sĩ hội chẩn cụ thể và cùng đưa ra phương hướng điều trị thích hợp để mang lại hiệu quả tối đa nhất. Trong bối cảnh dịch bệnh, khám chữa bệnh từ xa giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.